Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu 3 trong 1 của Marang, giải mã CD và MD và giải mã 3 trong 1. Với mã model là PMD380. Chiếc MD của Marang PMD380 này, máy móc ruột gan và linh kiện là y xì như con CM6200, cái mẫu màu vàng. Đó. Thì con này máy về trong tình trạng là máy đẹp tới 99% các bác nhé. Mặt mũi góc cạnh là không có một vết xước nào các bác ạ. Rất đẹp luôn. Con này vừa về sáng hôm nay, trong cái đợt hàng vừa giờ về. Đây nắp lưng của nó đây các bạn. Đấy, nắp lưng rất đẹp nhá. Máy màu đen. Đấy. Con này thì nó có những chức năng như sau là chạy CD, chạy đĩa MD và giải mã 24 bit không cần đĩa MD mồi. Và có chức năng là trên điều khiển. Trên điều khiển có cái volume đây, phone never đây, là chỉnh được to nhỏ cả đường CD, đường MD và giải mã, đã được 3 đường. Còn đây là ruột gan của nó này, ruột gan linh kiện đây. Máy móc nhà em hàng về thì tất cả là zin nguyên bản hết các bác ạ. Đấy. Cái bên ổ CD của nó thì nó y xì như cái ổ CD của con 6200, kể cả giống cả bo mạch và MD cũng vậy. Đấy. Thì cái ổ CD chạy mắt van 12.1, mắt phổ thông dễ thay thế, ổ MD mắt sáp phổ thông. Đó. Đều là mắt dễ thay thế hết. Thì bây giờ em sẽ quay đằng sau. Đằng sau của nó thì nó cũng có một đường quang vào và một đường quang ra. Đấy. Đây là vết xước này, không ảnh hưởng gì cả. Và nó, con này nó cũng có hai đường AV ra cùng một lúc, một đường AV vào. Đấy, các bác dùng hai âm ni ok. Còn một cái đường remote control, bởi vì con này nó có cái tai sắt bắt phòng thu, thế nên nó có cái cổng control để được đồng bộ với hệ thống âm thanh ở phòng thu. Thì điện 100V 50/60Hz 14W, máy made in Japan. Series của nó đây, 5 số đuôi của nó là 00962. Thì cái ổ CD của nó ghi là mùng 6 tháng 9 năm 2005. Được sản xuất vào năm 2005. 16 năm rồi, máy vẫn đẹp. Đấy, thì bây giờ em sẽ bắt đầu làm cái test các chức năng. Và cũng hướng dẫn sử dụng các bác luôn. Bây giờ em sẽ test bên MD trước này. Các bác ấn nút rec cho em. Sẽ các bác ấn cái nút input trên điều khiển đây. Đặt ngang bật TV. Chỉnh nó to nhỏ các bác nhé. Vành đĩa thương tín
Em sẽ đút một chiếc đĩa MD vào. Này các bác đút theo chiều mũi tên cho em nhé. Để em test ghi test phát của cái ổ này luôn. Đấy. Ấn nút rec và ấn play là ghi này. Các bác không ghi ấn nút vuông nút stop đây. Đấy, ra new này. Bài thứ hai em xem sẽ chạy lại cái bài thứ hai vừa ghi này. Như là chạy đĩa MD mình cũng chỉnh được to nhỏ các bác nhé. Thì cái bên ổ MD giải mã và thu phát của đĩa MD em đã test ok nhé. Thì bây giờ các bác ấn sang CD cho em. Để em test ổ CD này. Đấy, cơ ra vào rất êm ái nha các bác nhé. Cái đĩa đầu tiên em test đĩa lòng trắng này. Chuyện dàn thiên lý này. Đấy, nhận rất nhanh nha. Thì cái điều khiển này các bác ấn sang CD hai lần cho em để điều khiển bên ổ CD nhé. Ở này này đấy. Bài 6 luôn này. Treo leo yêu quá ai.
chuyện 10 năm trôi qua khi em còn đến trường, tuổi đời đẹp hoa bướm mộng. Ngày xưa tôi còn dài yêu em chẳng dám hẹn hò đâu. Ngày xưa em xinh đẹp mỹ miều, tóc thề buộc treo theo, yêu quá là yêu. Ngày xưa tôi học thì lười, thương em chỉ nhớ người môi miên. Trường em ngó qua gác chuông nhà, chủ nhật em xem lên tôi học bài phú. Giờ tan lễ hai đứa chung đường về, em hẹn cùng không nói, tôi đứng lại không đi. Rồi 10 năm trôi êm, hoa trắng cài áo tím, không từ xa một lời. Từng hồi chuông xoắn đào rộn ràng mừng thanh lễ. Bây giờ em sẽ test tam cái đĩa phono nòng 7 màu đây, đĩa đều 30.000 một chiếc. Đấy, nhận rất nhanh nhá, vào đây này. Thì tất cả các chức năng em đã test ok nhá. Bác nào có nhu cầu liên hệ đến em theo số điện thoại là 0966723489 và cũng là số Zalo luôn. Đấy. Xem hàng và test hàng và kiểm tra hàng tại thị trấn Phùng, huyện An Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Xin kính chào các bác.